Ok, và hello anh em, chào anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là One Point Mecha tiến hóa robot nhá. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhá. Và chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Thì chúng ta sẽ có shop và mình có thể được một cái X1. Cứ sau một trận là chúng ta sẽ được một cái đồ mới. Đồ normal cộng thêm khoảng 30 máu. Bonus attack khoảng 50. Ui, ngon vai trưởng ấy. Phải là ngon vai trưởng đấy anh em. Nhờ, chúng ta sẽ new customer đây. Có một cái item mới 30 máu và 50% cộng. Ui, ngon hơn cái Metra Pass này, ngon nhiều. Equip ở đây. Rồi ôi, ngon hơn chứ, đúng không? Có phần quà gì đó này. Ui, có cái đầu đấy. Ui, yeah. Đầu robot anh em ạ. Cuối cùng thì tôi mới có cái đầu robot Stinger B, 5 máu, 17 công và 20% máu. À, đẹp trai hơn nhiều, đúng không? Đẹp trai hơn rất nhiều. Quảng cáo sẽ được thêm một cái nữa, từ từ, không cần. Chưa cần vội, cứ mission đi. Đấm đi. Đấm nhau nào bạn ơi. Ôi trời, chết. À, mình không cần ấn vội đâu anh em. Không cần ấn vội, cứ bình tĩnh là ấn là được. Nó quay đi quay lại mà không phải nó chỉ có một lần đâu anh em ơi. Dễ, game này thì cực kỳ là dễ dành cho anh em nào thấy mấy game kia nó khó quá thì muốn giải trí nhẹ nhàng thì cứ chơi mấy game One Point Mecha này thì đỉnh rồi. Ok ok, nó bảo mình xem quảng cáo để nó sẽ tăng công như hay giảm công của kẻ địch xuống anh em ạ, nhưng mà không cần. Ui con rồng ạ. Úi xồi ôi, này thì đúng là One Punch Man rồi anh em ơi. Cái này cũng là One Point Mecha, còn kia là One Punch Man của Saitama là đấm phát chết luôn. Cũng đánh những cái mối hiểm họa ngoài trái đất ấy, những kiểu quái vật robot này, xong rồi ABC nữa, cả kiểu rất là nhiều. Ui, có gì đây? Có gì đây? Có gì đây? Quái vật gì đây? Oh my gosh, có gì đây? Ôi trời, con đánh anh chưa à? Con lợn đánh chưa anh em ạ? Ô, vai mình không đánh là nó đấm mình ạ. Ok, hiểu. Mình không đánh là nó đấm mình trước ấy. Nhồn mày nhồn, 213 đam. Yes, đấm toe mỏ. Chúng ta có rất nhiều vàng, game và một số thứ khác. Siêu nhân. Teo reo. Tap double sẽ được khoảng là 720 game nha anh em. Xem thì xem, không xem thì xem. Như kiểu là anh em like thì like, mà không like thì cứ like thế thôi. Đơn giản như đan rổ, có gì đâu mà khó anh em nhỉ. Ok, đợi tí vậy, thời sau mình không xem quảng cáo nữa anh em nhé, cho đỡ lâu. Không xem nữa tía cho nó đỡ lâu anh em nhé. Dĩ nhiên rồi, đợi. Đợi chờ là hạnh phúc. Một giây, ok. Start mission. Ok, cái shop này mình sẽ ấn một cái này, mở ra này, được thêm một cái less cộng 30 máu và 25% attack speed. Không biết có ngon hay không nhưng mình đang tiết kiệm game để mua cái này anh em, giá khoảng 250 game sẽ có thể được một đồ ray hoặc một cái đồ gì đó nó khủng khủng tí, đúng không? Mình đang cần mấy cái thứ đấy. Yeah boy, đây chỉ là attack thường thôi anh em ạ, nhưng mà vẫn đam vẫn là to. Đam vẫn cực kỳ là to nhé. Attack tiếp, đấm tiếp anh em nhá. Con tiếp theo, con tiếp theo lên đây. Tôi sẽ đấm cả tất cả chúng mày luôn. Ui, con chim. Cái con cuối cùng thì thường là nó sẽ là đấy, Bionic Vulture. Ok, 137. Attack, tấn công. Killer Sea à? Một con quái vật biển anh em ạ. Chuẩn bị đấm nhá. Hơi nhanh này, đấm cho cái tòe hết cả mỏ luôn nhé. Đấm nó chỉ có chết thôi bạn ơi. Bạn làm sao bạn có thể là đỡ được với tôi, đúng không? Không đỡ được nha. Vấn đề là không đỡ được thì phải chấp nhận thôi. Double your coin. Không cần double đâu, không cần double coin đâu anh em ạ. Tôi chỉ nghĩ chỉ cần này là đẹp rồi.
Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái hòm nữa anh em nhá. Ôi hòm Raze vẫn chỉ là hòm. Ui có một cái giáp mới, body là 90 máu và cộng thêm 50% HP nữa anh em ơi. Giáp thì mình không cần HP, tại vì mình cần công anh em, mình đấm muốn đấm phát chết luôn ấy, kiểu kiểu dạng đấy. Nhưng mà có một cái mới là cũng nhìn chung cũng được chứ đúng không? Cái giáp của nó ấy, cái giáp hiện tại của con này thì nó sẽ là 90 và 25 96, ngon hơn. Đây là 90 và 50%, 25%. Ồ cái này ngon hơn anh em ạ. Ấy kiểu xuyên xanh ấy, kiểu là xuyên xanh lá cây anh em, nhìn khá là đẹp, nhìn khá là chất lượng nghe. Perfect vẫn perfect mà, mấy con quái vật này thì không đủ trình, thật sự là không đủ trình để mình vẫn có thể ăn cho mình ăn hành được. Thì mình sẽ cho nó ăn hành thôi anh em nhá. Green, bọn này là Green Evil, quỷ xanh, con quỷ màu xanh. Chết rồi, pow, con voi đấm vẫn chết anh em ạ. Thật ra là đấm vẫn chết như bình thường. Tiếp tục là sang trận kế tiếp với một con gì đó khá là khủng. Trời ơi, với Titan Cruiser 990. Sức mạnh cực khủng luôn anh em ơi. Bá đạo hạt gạo luôn đấy. Mission complete rồi. Ở đây nó có thể là double luôn được cũng được này anh em. Nhưng mà có lẽ là thôi. Tắt đi. Mà nó vẫn bắt mình xem quảng cáo mà. Dù mình không định xem đâu, nhưng mà nó vẫn bắt mình là xem quảng cáo. Thế mới gọi là nhục như con trùng trục luôn. Kệ thôi anh em. Rồi mình sẽ có thêm một đồ nữa. Vẫn là cái hòm bên này. Thường là nếu có đồ công thì mình sẽ lấy công nhá. Attack 10%. Đồ cùi quá. Game đừng có dùng nữa anh em ạ. Chắc chắn rồi. Đừng dùng game nữa nha. Mình có thể tăng thêm công được cơ mà. Bọn này càng ngày nó càng yếu đi khá nhiều. Ui power. Ui bọn này máu thì cao thế. Con này là 120 máu luôn. Xem một thép. Ui mình phải đánh perfect anh em ạ. Phải đánh perfect nhé. Không đánh perfect thì không đánh perfect là xong phim luôn. Attack thôi anh em ạ. Vẫn chết. Lúc ấy mình là pow anh em nhá. Cái này hồi máu mình chẳng thèm hồi máu luôn. Nó đánh cả đời nó không thể giết được mình anh em ơi. Con này cần tập trung này. Ui con này là con Xenos. Xenos ở trong ấy đây. Trong Saitama đấy. One Punch Man đấy. Đúng rồi, nó là con gì nữa. Nhỉ Xenos Beast cuối cùng đã bị hạ rồi. Ok bạn ơi. Khỏe và dã man đấy. Yeah boy. Rồi xong. Kẻ địch đã bị hạ và tôi là người chiến thắng. Dĩ nhiên rồi. Có gì khó đâu đúng không? Mấy con này dễ quá anh em ạ. Cảm giác đánh nó dễ dàng quá. Đây, mới thêm một cái hòm nữa nha. Một cú đấm tăng công rồi, 14 công và 15% HP. Nó khá là yếu. Ok, mission, start mission tiếp theo này anh em ơi. Một này. Oh yeah, perfect. Perfect luôn. Yeah. Đấy, sò con bò đấy. Attack tiếp này anh em ơi. Let's go. Let's go. Ui, xong rồi. May còn không mít ấy. Mấy con này có thể từ từ đánh được mà. Chết rồi. Vẫn chết. Ui bọn nó khỏe hơn đấy nhá. Đánh rất cẩn thận. Một đấm nữa thôi là chúng ta sẽ hạ nốt con boss khủng khiếp này. Cái đi tới. Ui. Ai muốn năm mắt, quái vật năm mắt, quái vật ngũ mắt. Vẫn được. Tí thì perfect nhá.
Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập hôm nay tại đây nhé. Xin chào lại anh em nhé, bye bye.